Thưa quý vị, trước tình hình mới vừa từng bước khôi phục lại kinh tế, vừa phòng chống dịch hiệu quả, Bà Rịa Vũng Tàu tập trung vào 3 nhiệm vụ chính yếu là phòng chống dịch, phát triển kinh tế an dân và 6 nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, gồm y tế là trụ cột, là trung tâm, kinh tế là cơ sở, là nền tảng, dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt, ổn định chính trị xã hội là trọng yếu và thường xuyên. Vaccine, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết. An toàn để sản xuất phải an toàn. Trong đó, ý thức của mỗi cá nhân, hành vi từng người sẽ tiếp tục góp sức làm nên những thành công mới trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Chúng ta không thể lơi lỏng, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, nhất là khi đã nới lỏng giãn cách xã hội, dễ xuất hiện tâm lý chủ quan lơ là. Chính vì vậy, bên cạnh việc chấp hành nghiêm các nguyên tắc phòng chống dịch, thì những thói quen sau được Bộ Y tế khuyến cáo cần phải thay đổi trong dịch COVID-19. Những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch. 1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không vồ vập bắt tay. 2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi miệng. 3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa. 4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn. 5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác. 6. Trước ốm đau hay đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch.